Cảm ơn nha. Hôm nay quay tối buổi nữa ổng rồi các bác này. Đấy. Hôm nay bác Thắng mất hết ổng. Hôm qua nó lấy hết các bác ạ. Lấy của ông mất một bao. Chắc hôm qua ông bị để ý cho nên là lấy hết của ông. Em mất có một cái còn quên cái nào thì quên, còn mất có một cái may không vỡ phải cái nối của em. Nước nó cạn trắng ống rồi ạ. Thôi khổ ống chết hết. Nó vào sớm rồi các bác, nó khổ ống chết. Hay rắn chết, nó vào sớm quá mà nó cạn. Không quay được đào. Xịt. Vào đầu còn chết. Sao bãi này nó có bị cạn nước không? Mấy cái ống cuối cùng vứt đó. Không. Chịu. Nó đẩy nước là bãi cuối cùng mới là bãi đầy nước làm gì có cạn. Chơi tiếp. Vào sớm chính xác, vào sớm hôm qua nắng to. Vào sớm bão này có nghe. Còn ông ấy sống. Chết mẹ mới còn đỏ rồi. Đây chắc cửa chắc chết tỏi. Chết tỏi. Tối là không quay máy ảnh các bác. Em quay bằng điện thoại. Dòng này zoom 200x. Quà mày nó không vớ vào cái nối của mình, vớ nối của mình qua đánh giày giày nắng quá quà thử lấy hết. Bình thường không là không mất đâu, cứ mưa ngập ra bắt đầu là hôm là lưu rút là bắt đầu là lấy, còn bình thường là có tỉ bóng hơi vớt ngập nó có đi nó có vết. Qua có một bác chạm ống của em thì bác không muốn lấy. Biết có vết
nhưng không lấy, cùng đánh mà các bác. Ông đánh né đi. Xong đoạn hai anh em gặp nhau thì ông gặp anh trai em nói chuyện nó mất hết ông, cũng mất ông. Ơi con luôn 3 đằng 6 hôm qua nhớ rồi. Ok. Này sáng này em vội em không có đưa làm video các bạn. Chiều muộn tối em về em làm có thời gian này em đưa video lên cho nó dễ. Cả sáng này em vội lắm, bây giờ em đang gặt lúa các bạn ạ, nước rút đâu là ta gặt đến đấy nên là rất vội. Cánh nhà lồng vớt đó, nó vào sớm nó chết mà không tránh được đâu, chắc chết cần. Thắng là thả muộn đi tí, ông cứ bảo thả sớm cho nó vào ăn ngày ngày chết hết đều. Thả mãi có kinh nghiệm rồi, ra đời rồi. Nó đẩy thế có gì chết, cái đứa dài nó đẩy nó còn chết, đừng nói ống ngắn. Con này nó vào sớm ạ. Mưa này có phải dập bảy cho phát các bạn. Qua chắc núi đấy thằng già đánh nên chạm vào nó hoặc là bị để ý và thấy mẹ lươn này phê chút phê à. Gần như được hết. Sợ. Qua luôn cân với ba nhau bác nhau. Hôm nay còn giá này chả lượng chả hôm nay nền được xuống. Hôm trước 13.5 xong nhớ lên được 13.8, 14. Hôm qua lại 13, 13.
còn hôm nay chưa có giá. Như lúc em quay video đây là 5 giờ sáng là chưa có giá, 8 giờ sáng mới có giá. Cái sườn đấy nhận vớt một cái đầu tiên là mất hòm, vớt hòm thì mất xịt à, phát thứ hai thì có. Ôi trời ơi, ông phì vãi hồn. Gần hết các bác. Trộn vượt, trộn nước đầy chết. Giỏi. Giỏi giỏi. Hết các bác nha. 50 xịt. Hết rồi các bác.